Yo, hello, what's up, chào anh em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, tiểu tử bà đạo người nha. Xin chào anh em một game kho báu truyền thuyết nha, mình đây tiểu tử bà đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay trước vào video cho anh em xem video, về đầu video anh em xem like và một subscriber của channel phát triển nha, cộng người rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đi cập nhật code dùng chung mới nhất của game kho báu truyền thuyết anh em, vui chơi sự kiện và quẩy con game thôi anh em nhé. Hôm nay thì chúng ta có code dùng chung mới về rồi, mấy anh em đã nhận chưa? Nếu chưa thì cùng tôi đi nhận nào, get go các bạn. Trước tiên thì làm qua một số nhiệm vụ trong ngày đó anh em. Chưa đủ à? Quên không mua luôn anh em. Rồi, cuối cùng cũng đủ ạ. Rồi ok. Sự kiện chúng ta vẫn đang có sự kiện quyết đấu anh Sanri chân đen các bạn đấy. Sợ là đúng là Sanri Wallo các bạn, mặc dù tên game chỉ là game ma Sanri thôi, game ma Sanri anh em, Sanri phiên bản Wallo quốc trông hịn hò nhỉ. Lại đổi ấy à, đổi trang bị à, mà tội tôi không đủ kim cương anh em. Đợi điểm danh cái nào, thám hiểm nhận quà anh em. Lụm nào, hôm nay được 1k7 kim cương các bạn. Ngon hẳn luôn. Có công cái quốc có ngày tra tay các bạn. Qua chăm chỉ thăm ngàn thế nào, hôm nay được cả 7 kim cương êm. Ok kìa, đâu rồi, 300-600 đâu hết rồi. Ok kìa, toàn 60 này. Ok kìa, toàn 60 kim cương thôi các bạn ạ. Mày vớt được phát các bạn. Trời ơi. Làm quả nữa. Cho xin một phát 600 nữa nào. Cho nó rực rỡ luôn. Spy 300. Ui được luôn các bạn. Ui. Ba cái có không? Tham nam rồi các bạn, tham nam rồi. Thế thôi, thế được rồi. Hôm nay như này là cũng gọi nhân phẩm rồi anh em. Giờ ra cái nữa gọi là mừng thôi, nhưng nói chung này tầm này là ok rồi. Ok, xếp hạng chiêu mộ nào. Về thư thì hiện tại chúng ta có quà gì không? Quà mùa giải PP rồi. 400 kim cương anh em. Con em mới này các bạn này. Đây, anh em nào chưa nhập thì tranh thủ nhập nhá. Đây các bạn, đây. KBTT42U8W9453E các bạn. Đó. Con em tuần thì các bạn biết rồi, lúc nào cũng vậy anh em, quả chưa bao giờ thay đổi anh em. Đó, các bạn tranh thủ nhập anh em nhá. Rồi giờ ta đi quay sự kiện nào. Ok, giờ thì chúng ta xem nào, chiến độ chưa anh em. À, tăng cấp rồi à? Lại lên trục cao chiến các bạn. Rồi. Quán rượu này. Ủa, X1 này mà ra được Big Mom thì đúng thì có đấy anh em, có ra nhá, kiểu các bạn đen thôi đỏ quên đi anh em, bạn nào hên thì ra mà đen thì thôi dẹp luôn các bạn, chứ đừng nói bạn là không ra anh em. Sengoku này có ra đấy nha, tôi bên này giúp cái này tôi cả quan tâm luôn các bạn, thề bên này đập cái này kiểu đập trái là ui đỉnh hai này. Ô này không quan tâm được nhiều nhỉ, 4 cháu cam rồi đấy, 5 cháu, 6 cháu không, không các bạn, nhưng được đống tím nữa cũng được. Bỏ qua nào, đập cái đấy bên này cũng vậy, không ăn thua đâu mà. Rồi ok. Nào, bố già đứng dậy nào. Đến việc rồi. Khó nhờ. Vòng quay. Ô kìa. Ô kìa. Chơi chắc là từ 5 sao anh em, nhưng mà vẫn có tỷ lệ. Tội gì không chơi anh em. Có thì gọi cứ nên để thế ngoài nó sẽ ok hơn. Rồi ok lượng luôn. Vô được 10 phát à? 10 phát thì phải kiếm được 2. Rồi ok các bạn. Đó. Mà 10 phát quay thì kiểu gì cũng phải vậy anh em, lượng nào. Rồi ok. Rồi ca nữa anh em.
Bỏ qua. Tầm này là chỉ có lên điểm thôi các bạn, làm sao mà thua được anh em. Mới vào đầu mùa này kiểu gì cũng lên điểm. Đó, 60, tháng tiếp mà biết mà. Nhìn là thấy anh em, nhìn là thấy. Đang dưới 1k dưới này thì kiểu gì cũng lên điểm thôi anh em. Tiếp tục. Ok. Mới có 1k 6 điểm mà đã thua rồi ạ. Ui chục Kaido luôn à. Rồi bạn căng nhỉ, Kaido luôn anh em. Rồi đáng rồi. À Kaido cũng 5 sao đó anh em. Cũng như kiểu anh Zoro nhà mình mang ra cho nó vui. Lại thua. Ui Zoro Emma 10 sao anh em. Thế nào, Zoro Emma đội bạn ulti anh em. Căng đét ạ. 800k. Nhìn là thấy thua rồi mà anh em. Rồi thua nữa. Đó, thắng hay thua các bạn chỉ trước khi vào trận đấy, anh em nhìn điểm cộng ở trên có màn hình đấy các bạn là biết rồi, thắng anh em. Thắng tiếp. Thua. Bỏ đi anh em, đánh đi lại mệt quá. Này có boss này. Này có boss này anh em này. 25 mét. Ô, nó rơi thêm món gì đây? Nó rơi thêm món gì mà trông có vẻ hấp dẫn đấy nhờ. Thẻ tách tem, tham gia đảo tách tem, nhận vàng à. Nghe cũng hấp dẫn đấy nhờ. Không có anh em đây thì không có. Bắt đầu nào. Kata, mượn Kata ra trận anh em. Book tín hiệu. Book tín hiệu. Book bảng sát thương. Hợp lý các bạn. Nó lại lên từng tầng nữa cũng được, cứ mỗi ngày lên tí tí thế được rồi anh em. Nó cũng còn nhiều bạn, cứ mỗi ngày lên tí tí thế là ngon rồi. Đạo người cá, càn quét nào. Con đường Quang Vinh 1-2. Ok, túi đồ. Úi giời ơi. Căng nhờ. Ok các bạn, 5 cái này. Ok 1-2. Bùa gỗ. Không có cái tích anh em. Tôi vẫn chưa đủ ấy, nhưng mà tôi kể cái tích bùa gỗ đã tính sau. Bè gỗ bạn bè 11k5. Đù. Quá trời tính năng luôn anh em. Nhiệm vụ coi nào. Nhận qua nhiệm vụ anh em xem đến đâu rồi. Chưa xong đâu, chưa full đâu, chắc chắn luôn. À, nhìn là thấy anh em bên này cũng chưa full mà. Nhìn là thấy chưa full rồi anh em. Nhìn là thấy chưa full rồi. Nhìn thấy chưa full rồi mà. Nói rồi. Chú, hai luôn á, ừ ảo thế nhờ. Các bạn cái này do mình đánh trước nên là nó cao này thôi chứ cũng chẳng chuẩn anh em. Vô. Vô. Đùa đâu gọn càng đét đấy. Vô ngon này anh em, tội dương đánh. Đấy. Ok tuyệt vời luôn. Ok nhận quà. Bậc thầy rèn 1. Không đủ 2 không đủ 3 các bạn cay nhờ. Túi nào. Ok mở hết anh em, hôm nay mở hết luôn đi.
Rồi. Cũng chưa đủ nguyên các bạn. Rồi ok. Sưu tập. Ok. Hai điểm này. Kích hoạt này. Hai điểm nữa này. Hai điểm tiếp các bạn, nó ngon lành. Thôi video này thì cũng chơi đến đây rồi anh em nhá. Clip kết thúc thôi. Anh em cập theo giờ thì bye bye mọi người.